Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV dẫn thông tin từ Bộ Chỉ huy Phòng chống lũ lụt Thượng Hải cho biết, tính tới 12 giờ 30 phút ngày 16 tháng 9 theo giờ địa phương, thiệt hại trên toàn thành phố Thượng Hải do bão Bebinga như sau. Bốn ngôi nhà bị hư hại, một người bị thương, hơn 10.000 cây xanh bị quật ngã, hơn 53 hecta đất nông nghiệp bị ngập lụt, tình trạng mất điện tại một số nơi. Về giao thông, 577 chuyến tàu chở khách đường sắt, 1.461 chuyến bay, 39 chuyến tàu thủy đã bị hủy. Đến đầu giờ chiều ngày 16 tháng 9, mắt bão đã di chuyển từ Thượng Hải đến tỉnh Giang Tô lân cận, nhưng dự báo mưa sẽ tiếp tục ở Thượng Hải trong suốt thời gian còn lại trong ngày. Các hoạt động tại Thượng Hải, trung tâm tài chính thường ngày nhộn nhịp đã bị chững lại trong ngày 16 tháng 9 khi người dân trú ẩn tại nhà để tránh bão Bibinka. Với sức gió tối đa 151 km h bão Bibinka đổ bộ vào thành phố gần 25 triệu dân này vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 9 giờ địa phương là cơn bão mạnh nhất tấn công Thượng Hải kể từ cơn bão Gloria năm 1949. Hơn 400.000 người phải sơ tán khỏi những ngôi nhà gặp nguy hiểm trên đường đi của bão Bebinka. Truyền thông Trung Quốc thông tin hơn 56.000 nhân viên cứu hộ đã được triển khai.